Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình ăn bún đậu, mắm tôm, nhà làm ha. Mời các bạn cùng ăn với mình ha. Cái này là chảo tôm nè. Này chảo tôm mình mua người ta làm sẵn, mình chỉ về mình nướng lại thôi. Đó. Còn rau á, thì rau nhà trồng rất là tốt. Thịt ba chỉ, hũ ha, cái này khóm, còn lá này là lá rau chua, mình ăn nó có vị chua chua. Mắm tôm không thể thiếu. Mời các bạn cùng ăn nha. Ngon quá. Tạp tôm này là của nhà thờ bán, mình mua mình ủng hộ, nhưng mà làm rất là ngon. Miếng bánh nổi là tàu bự quá, mình xé nhỏ lại một chút. Này hè luôn. Tàu hũ này mình mua là tàu hũ tươi, người ta mới chiên tại lò luôn, không có đông đá nha.
Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bây giờ cho mình xin tạm ngừng cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem, like and share, subscribe kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.